Dạ hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Hôm nay Trường Anh lại tiếp tục giới thiệu về những mẫu xe mới và những mẫu xe cũ còn lại bên chi nhánh 3 bên Trường Anh Ô Tô nè. Em Trường Anh Ô Tô luôn luôn đồng hành cùng tất cả các cô chú, anh chị thân thương có mặt trên 63 tỉnh thành. Đây Trường Anh báo giá tổng quan về salon nha. Đây cô chú anh chị ạ, à, đây là mẫu Avel form mới nha. Em này sản xuất năm 2013. Bên Trường Anh bán giá 215 triệu, cô chú anh chị mua bớt 10 triệu bao rút hồ sơ. Xe đẹp không? Đời 23, sơn rin phủ lên tới 85% trên chiếc xe. Mẫu xe không dịch vụ nha. Mẫu xe gia đình, riêng cục máy, bao bà con có bác luôn. Chưa hề đụng chạm đến một con tán. 60 Đồng Nai 11621. Chevrolet Avel, một thương hiệu của Mỹ. Khá là pro, hai cụm đèn bông phía sau, nguyên bản mới keng. Con này kết hợp, chủ nhà đã bọc lên xem nó một cái cạn đuôi cá, nhìn rất là huyền bí trong cuộc sống nha. Luôn luôn đồng hành cùng tất cả các quý vị. Đây ạ, cả miếng dê kết hợp chủ nhà đã lên đây nè. Đây là phần bô nè, bô dẻ nè. Đó, lên bô dẻ hết rồi. Nhìn mẫu xe cực kỳ là đẹp. Em này bản MT số sàn nha. Xe không lỗi, keo chỉ rin hết 100%. Không mất một phần nào nha cô chú anh chị. Là phong dáng của em Avel nách cửa là mới tinh, không có dấu hiệu xét rỉ. Con này nguyên bản của em nó ghế nỉ đã được bọc thêm một, cho em nó một lớp da bên trong. Nhìn cực kỳ là sáng tài luôn. Đây bà con, phía sau tay gối đẹp không? Trần nè, trần nỉ hết nguyên bản nha. Cục máy rin lắm. Xe này Trần Anh đã đăng clip rồi. Anh chị đam mê về mẫu này thì alo. Trần Anh báo một cái mức giá đó thì chắc chắn với cô chú anh chị rồi, nó quá rẻ cho một đời xe đời 23 đi. Cực kỳ là rẻ nha. Rin hết từ A đến A. Đi đôi là vô lăng nè, vô lăng biểu tượng của Chevrolet nè. Con này máy có 1.6 rồi nha. 7 lít trên 100 km thôi nha cô chú anh chị nha. Cục máy cực kỳ là keng, Avel. Đẹp chưa? 215 bớt 10. Xe cực đẹp, bận xem nó một bộ áo màu bạc nha. Lung linh dưới sắc màu trong cuộc sống. Kế bên đây Trường Anh còn một mẫu Innova nha cô chú anh chị. Em này sản xuất năm 2006 thôi. Chắc là xe phải gọi là đẹp lắm cho nên cái giá tới nóc nha. Giá xe này tới nóc rồi bà con ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Bốn vỏ tương đối là khá mới 70%. Mâm là mâm đúc nguyên bản của đời 26. Innova là một dòng xe thương hiệu khá là nổi tiếng của Toyota nha. Đó. Biệt danh của em nó là ông vua đường trường trên các cung đường Việt Nam nha. Bần xe nó một bộ áo màu vàng cát, cực kỳ là nhẹ nhàng. Chúng ta mở ra là sẽ là vô lăng 4 chấu, tắp lô, tắp bi, những vân gai đẹp tuyệt vời xe này luôn nha. Đó, anh chị nào mua khuyến mãi thêm cái điện thoại Samsung Fold Note 2 là 50 triệu nè. Mua khuyến mãi luôn nha, chơi sốc luôn. Đó anh chị, tắp bi cửa là những vân gai, không một dấu hiệu phai mờ. Nói chung xe đẹp nha, xe này giá cao lắm. Giá cực kỳ cao, nếu anh chị biết chơi cái đẹp, yêu cái đẹp thì hãy alo cho Trần Anh với mẫu xe này nha. 206 thôi, đẹp cực kỳ. Anh thì nhìn những sóng gân là lạ lướt chưa, không có một dấu hiệu là trầy xước luôn. Đi với một cái màu sơn rất là nhẹ nhàng trong cuộc tình này nha. Con này trần nỉ nè, trần nỉ bọc chi lông cách nhiệt nguyên bản rin từ A đến Á luôn nha. Đẹp trai giống con bà hai bán ve chai cực kỳ nha cô chú anh chị nha. Xe đẹp lắm. Đó, mẫu Innova G206, hai cụm đèn phía sau nè. Anh chị coi có dấu hiệu trầy xước không? Đẹp như vậy, G xịn, xe bao lỗi, bao cho bà con cô bác, không một dấu hiệu lỗi lầm. Con này bên Trần Anh bán giá đến 270 lần á. Giá cao không? Đời 2006 với những mẫu xe mà Trần Anh bán giá chỉ có 245. Tại sao con này đời 2006 lại giá 270? Cô chú anh chị thử tự cảm nghĩ nha. Yêu cái đẹp thì alo cho Trần Anh Ô Tô nha. G206. Đối diện đây Trần Anh còn hay một con Innova cuối đời 2008, đầu 2009, form mới toàn bộ. Dòng này sẽ trang bị là hai túi khí anh chị nha. Hai đôi mắt của em nó thật là long lanh nè anh chị à. Sáng choang luôn nha bà con. Mâm là mâm đúc nguyên bản của đời 2008, cuối 2008, đầu 2009, form mới hết toàn bộ rồi nha. G xịn nha cô chú anh chị. Mẫu xe này không có qua dịch vụ taxi, không khoan đục. Nói chung là tóm lại là không khoan đục nha. Còn nhiều khi người ta chạy về thương quyền, người ta chạy gia đình, kinh doanh thì cưới hỏi là bình thường nha. Không có dịch vụ công ty ra. Bốn vỏ đẹp như nhau, gầm bề ở trong nè, không có dấu hiệu là bục mọt. Mở tắp bi ra cũng rất là keng xà beng nha.
Đó, con này bên Trần Anh bán giá rẻ kịch sàn cho cô chú anh chị luôn. Con này là 275. Rẻ chưa? Cực kỳ là rẻ, cuối 2008 đầu 2009 form mới hết toàn bộ. Trần nè, chủ nhà đã lên full option Trần 5D, 3 vàng lạnh, một trước hai sau, anh một vàng, em một vàng. Chúng ta sẽ hôn nhau và nắm tay tâm tình đi trên các cung đường Việt Nam nhé. Quá tuyệt vời, forever anh chị nha. Đẹp chưa? Trải nghiệm ngay vô phần tappy cửa. Bốn cánh cửa tappy cực kỳ là lộng lẫy nha. Keo chỉ rinded. Xe không khoan đục nha cô chú anh chị. Những sóng gân nè, lạ lướt mượt mè, không một dấu hiệu là móp méo. Ghế bên tài cũng đã bọc toàn bộ 5D hết toàn diện rồi. Nói chung xe này nội thất đẹp rồi. Đẹp sẵn rồi. Màn hình nè, camera dê nè, đầy đủ tính năng, đi đôi là vô lăng 4 chấu. Trang bị là e băng túi khí, côn ga số, không một dấu tích là Fimer. Chuẩn chưa anh chị ạ? Bà con yêu mẫu Innova dòng xe 8 chỗ này thì alo cho Trần Anh Auto nhé. Chúng ta hãy đồng hành và cùng thỏa sức sáng tạo trong cuộc sống nhé. Quanh đây còn rất là nhiều mẫu xe đẹp về phục vụ cho những cô chú anh chị. Rất là dễ thương, không kém phần sôi nổi và cũng không kém phần là kịch tính. Thì Trần Anh lại giới thiệu tiếp một mẫu Innova cực kỳ là rẻ tiền. Đó, một đàn anh, một đàn em. Đây là đàn em, sản xuất năm 2006. Dòng này là dòng Innova Z, Z nguyên bản, chưa hề lên bất cứ một khoản gì. Giá bán kịch kim cho cô chú anh chị 170 chai nha. Bao rút hồ sơ. Bán xẻ mẫu này nha bà con cô bác. Đây anh chị ạ. À, Innova Z, Z-Rin, vô lăng 3 chấu, chưa lên vàng lạnh luôn nha, chưa lên một cái gì. Đó là chất xe rin. Z thì chắc chắn đồng thời với bà con là đã có từng sử dụng qua dịch vụ. Xe là báo luôn, không có ngừng ngại nha. Anh chị biết tính Trường Anh rồi. Nay đây mấy đó phải rõ ràng, gọn gàng, nhanh gọn lẹ. Đó, đây là mẫu Z đã từng chạy qua dịch vụ, bao rút hồ sơ nha. Bao rút hồ sơ cho bà con cô bác luôn. Còn chần chờ gì nữa mà không bốc máy lên và để cho Trường Anh được tư vấn phục vụ cho bà con cô bác. Là một niềm vinh hạnh cho gia đình chúng em. Đối diện đây Trường Anh còn hay một mẫu xe Super Salon, một mẫu xe thương hiệu khá là nổi tiếng, Pro của Hàn Quốc nha. 49X6586, một chủ từ đầu. Bận xem nó, buộc bộ áo màu trắng ngọc trinh, hai cụm đèn phía sau, đèn vòng Super nè, Salon nè, đẹp tuyệt vời. Xa xa ở cuối chân trời nha, có nàng tiên áo trắng đứng chờ tại Salon. Đẹp chưa? Mâm nè, mâm là nguyên bản, dòng này trang bị đã full đồ chơi rồi. Xe này không thiếu bất cứ một khoản gì đâu. Xe đẹp nha bà con cô bác nha. Nội thất đẹp, số tự động, máy 2 chấm, 4 máy thôi. Đồ đạc thay thế cực kỳ là thôi là dễ sử dụng. Trang bị cụm điều hòa tự động, số tự động, màn hình camera dê, đầy đủ các tính năng rồi. Gương chỉnh điện, nói chung là tùm lum, nhiều lắm, nhiều chức năng lắm. Đây, đây là phong dáng em Super Salon nè. Đẹp chưa? Rất là thanh mảnh, đi đô cho em nó là cụm đèn nè. Cụm đèn thủy tinh nguyên bản nha. Nước sơn thì chủ nhà đã phủ cho em nó toàn bộ nước sơn ca mây. Thì ơi hỡi nàng ơi, cuộc tình đó vẫn mãi còn in sâu trong lòng em nha. Đẹp tuyệt vời. Đam mê mẫu này thì alo cho Trường Anh Auto. Con này bên đâu Trường Anh bán giá cho hết cỡ cho cô chú anh chị là tầm 100 gì đó. Bán đại nha. Số tự động, sedan hai đầu, bản AT. Đối diện một em Thiên Nghe thì chúng ta ngước nhìn lên, chúng ta sẽ thấy một con trâu già thích gặm cỏ non. Một dòng xe thương hiệu đến từ xứ Hàn, Kia Carens. Một mẫu Kia Carens cực kỳ là dễ thương, 7 chỗ, nhẹ nhàng, cá tính nhưng không kém phần năng động nha. Máy 2.0 60LD. Bản LD là xe liên doanh, đây là xe của công ty cho nên không có dịch vụ. Xe này bên Trần Anh bao rút hồ sơ nè. Ok hết cho bà con cô bác luôn nha. Máy 2.0 7 chỗ, sơn rin còn. Bần xe nó một bộ áo màu đen mâm đúc. Dòng này 2.0 sẽ có ABS kết hợp ghế phía trong nè, toàn bộ là màu đen hết toàn diện nha. Cửa sổ sunroof đang hoạt động đầy đủ các tính năng, mẫu xe 7 chỗ. Mức độ tiêu hao xăng của em này thì đâu đó em nghĩ với các chàng trai là nó nằm tầm 9 lít nha. 9 lít đi đôi nè.
gương từ cụp từ mở, gương chỉnh điện, những cái thông số là còn nguyên bản như thế này, đẹp chưa? Quá đẹp. Gương từ cụp từ mở đầy đủ các tính năng rồi nha cô chú anh chị nha. Phần tắp bi nè, đẹp dịu dàng mà không chói sáng nha. Là vầng mặt trời của Kia Carem, vô lăng thích hợp nè. Trên vô lăng không một dấu hiệu là phai mờ. Trang bị là e băng túi khí, củ số rin nguyên bản của nhà sản xuất, 5 cấp số. Trang bị cụm điều hòa tự động, quá tuyệt vời. Ok chưa? Mẫu xe đẹp 260 triệu thì bây giờ không còn giá này nữa đâu, 250 triệu. Mua nữa bớt nữa, dễ thương không? Mua nữa thì lại tiếp tục bớt nữa, bớt nữa bớt mãi, và suốt cuộc đời này mãi mãi là người bớt nha. Ok, biểu tượng của Kia nè, form đẹp chưa? Xa xa ở cuối chân đồi nha, Kia Carem đó, bóng lừ chờ tại salon. Ok chưa bà con? Ở bên Trần Anh còn lại mấy mẫu xe này thôi, và Trần Anh đang tiếp tục cập nhật về rất là nhiều mẫu xe rẻ tiền về phục vụ cho bà con cô bác, được phục vụ cho toàn thể tất cả các cô chú anh chị, là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng em nha. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này. See you and goodbye.